Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Nancy. Và ngày mà mình nhận được cái offer letter này là 2 ngày trước khi mà mình đi tựu trường ở trường cũ. Và đúng ngày hôm đấy thì mình cũng phải nói lời chia tay với các bạn mình. Thế thành ra là hôm nay mình cũng sẽ chia sẻ một vài những cái hình ảnh mà mình chia tay các bạn ở trường mình như thế nào nhá. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày tự trương của mình. Và ngày hôm nay thì đây mình đang mặc một bộ đồng phục mà mình đã đợi 9 năm rồi. Và có thể là ngày hôm nay thì mình sẽ là lần cuối cùng mình sẽ mặc nó. Và để biết được cái lý do là tại sao là lần cuối cùng thì mọi người hãy xem hết video này nhá. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đi đến trường thôi. Let's go. Ôi cả. Hôm nay thì đi đến trường thì mình sẽ vì là mình vẫn ở trong hội đồng sinh, thành ra là mình vẫn sẽ làm một vài những cái nhiệm vụ mà có thể giúp được cho nhà trường. Đó chính là mình sẽ đón các học sinh mới từ cổng trường đến. Và thế nên là bây giờ mình sẽ đi lên trường và đón các bạn đấy nhá. Nhưng mà thực ra là 7 giờ 15 phải có mặt, nhưng mà bây giờ có lẽ là hơn 7 giờ 15 một tí rồi. Thành ra chúng ta hãy cùng đi luôn nhá. No. Tao không ngồi. Ơ lớp 12 có anh kia thấy đẹp trai lắm mà đeo khẩu trang nhìn giống viên đá. Rồi, bye bye. Tắt đi nha. Hello bạn, nhóm mới nhỏ ăn khôn hả? Ừ, không vậy. Ăn khôn đau không? Đau. Cho chừa. Sao bạn cháo cá vậy? Cho chừa nha. Cái miệng mày khẩu nghiệp nhiều quá mà biết không? Sáng giờ nó ít lại. Hello, cái đỡ lại. Tôi mang dây ra đấy mà. Trong kia bỏ tay quá. Rồi, xong rồi. Tháng 10 đúng rồi, lớp 14 nhắn 4 bạn. Mắc lưng quá. Tháng 10, tháng 10 nữa. Giống mọi chuyện. Trời ơi, cái đầu kì. Mày giữ trịnh đâu. Cung lắc quá. Tao chữ cũng khổ. Điều quen vẫn mới, lại ngùng quá. Thế là hai. Xin đi quay à? Xin lỗi, không có nhạc cái nó nghe nè cả nhà. Có, chụp lại quay cái đi. Không có. Chụp lại quay cái đi. Không, nói cái này nè. Lâu nói cái nhạc đi bạn sao hả? Chết cha. Học nha.
sai mà lộn quên. Sao? Chuyển trường hả? Chuyển trường hả? Sai đó. Được rồi, qua trường mới được ăn với bạn bè nào khác nha. Trời ơi, nói nghe trở thành nghe con gái đầm thắm chuẩn quê hương Việt Nam công dung hạnh nha. Trời ơi, nghe như tôi kiểu như là tôi ác độc lắm á. Đâu có đâu, tôi đâu ăn với bạn bè đâu mọi người. Rồi, cho Kim nha. Nhớ tôi không? Không. Hello mọi người. Được ra là hầu như là buổi sáng thì mình chỉ toàn là... Quay không? Bye cho Kim nha. Thì mình chỉ toàn là họp cũng như là kiểu như là mình sẽ phổ biến một vài cái thôi, nên là nó sẽ không quá nhiều hoạt động á. Nên bây giờ mình sẽ đi lên ăn nha mọi người. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ đi ngủ trưa nha. Vì thật ra là một cái bí mật vậy thôi, nhưng mà mấy bạn không bị hú hồn lắm á, thành ra là bây giờ thôi tôi sẽ đi ngủ và tiếp tục một ngày gần như là cuối cùng của tôi, để coi ngày nữa đặc biệt thế nào nha. Một con người khóc, khóc rớt nước mắt luôn. Bây giờ em sẽ quay TikTok cho mọi người cái này. TikTok của cái gì? TikTok. Cái này. Ôi, cái này đẹp hơn cái máy ngủ nhân. Thì cái này dùng cho xài cho cơ mà. Vô. Quậy. Thôi vô cắt. Sao để cao giờ mới cho em. Rồi. Nhưng mà nó bị chia cung cung rồi mấy nè. Cung cung rồi. Nó bị chia một video. Và thực ra là những cái ngày mà mình chia tay các bạn ấy cũng không hẳn là cái ngày mà kiểu nước mắt tràn trề hay là cảm động như thế nào cả. Tại vì là tuần đầu tiên của trường sẽ là tuần định hướng, thành ra là hai ngày hôm mà mình đi học thì hầu như là đều chỉ sinh hoạt với các thầy cô thôi. Mình cũng phải di chuyển khá là nhiều, thành ra là mình cũng không có một cái khoảng thời gian đàng hoàng để mà có thể nói chuyện với các bạn ấy. Nhưng mà cũng không sao, mặc dù như thế thì mình cũng rất là nhớ các bạn, kiểu như là mặc dù là mình rất là kỳ vọng vào ngày hôm đấy, nhưng mà mặc dù là ngày hôm đấy cũng không quá là bất ngờ gì, nhưng mà cũng thật sự là rất là buồn khi mà phải xa các bạn. Tại vì là 9 năm mọi người ơi, rồi 9 năm cuộc đời mình học ở trong trường, rồi là bao nhiêu là những cái kỷ niệm mà mình đã trải qua cùng các bạn này, rồi là những cái cảm xúc cùng trải qua với nhau này, khóc bù lu bù loa các kiểu cũng có, cũng rất là nhiều. Rồi là đấy là một cái mà mình cảm thấy là đều là những cái mảnh ghép rất là quan trọng ở trong cái thời trung học của mình khi mà mình đi học ở trường. Thì có nhiều bạn cũng hỏi rằng là sau khi mà mình sang bên đấy xong rồi thì mình có duy trì kênh YouTube của mình được không, và có ra vlog mới vào mỗi thứ sáu hay không. Thì tất nhiên là có rồi, tất nhiên rồi mọi người. Rồi ôi thì sao lại không chứ. Tại vì là khi mà mình sang đấy xong rồi mình có rất là nhiều thứ để mình kể cho mọi người, và còn nhiều những cái nội dung mà mình muốn chia sẻ cho mọi người lắm luôn ý. Tại vì là khi mà mình nhận được cái offer letter này nhá, là mình cũng đã tưởng tượng được là mình sang đấy xong rồi mình sẽ kể để cho mọi người, mình sẽ làm cái vlog gì cho mọi người xem này, rồi là mình sẽ làm vlog để mà mình để cho mọi người tham quan được trường mình này, rồi là mình sẽ làm quen bạn mới như thế nào, rồi là mỗi ngày đi học của mình ra sao chẳng hạn như thế, rồi là mình sẽ dọn dẹp cái chỗ ở mới của mình khi sang đấy như thế nào này, rồi là mình đã rủ anh mình rồi mọi người, rằng là sang đấy xong rồi mình sẽ nhờ anh mình quay nhé, xong rồi chúng ta sẽ đi guide tour, à nhầm rồi, đi city tour, để đi khắp nơi những đặc điểm mà đặc trưng ở bên đấy, rồi là những nơi có thể các bạn trẻ đi đến này, rất là nhiều tất tần tật tất cả mọi thứ đó mọi người. Bạn nào mà có sang đấy đi du học hay là đi sang đấy đi du lịch thì có thể chúng ta có thể gặp nhau, rồi chúng ta có thể nói chuyện với nhau, và mình có thể làm guide tour cho mọi người. Yeah. Rồi nghe thế là vui rồi đúng không mọi người, nên là mọi người hãy chờ đợi nhé, khi mình sang đấy xong mình sẽ ra thật là nhiều video cho mọi người xem. Yeah. Cái offer letter này của mình nha mọi người, thì nhờ vào việc là mình gửi cái kênh YouTube đáng yêu này đến cho trường, và mình cũng phải cần một cái bài thuyết trình, không phải thuyết trình mà nói chung là mình giới thiệu về cái kênh này, thì mình cũng đã nhận được một cái học bổng 25% đến từ trường, và cũng nhờ sự ủng hộ đến từ mọi người. Yeah. Thành ra là mình mong rằng là mọi người cũng sẽ ủng hộ mình nhiều nhiều để mình có thể ra nhiều video hơn, cũng như là chúng ta có thể cùng nhau đạt được một cái kỳ tích nào đấy. Nói chung là
Nói thế thôi thì mình nghĩ là video này cũng khá dài rồi. Mình cũng sẽ chia sẻ một vài cái khác nữa về cái việc học này vào những cái video lần sau. Thế nên là mọi người cũng ủng hộ mình bằng cách là like, share cũng như là subscribe để mình có thể ra được nhiều video hơn nhé. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau.